Tao làm gì làm nhá, mày sẽ làm con chó để lấy được 2 triệu này. Tao bỏ ra 2 triệu đó là bình thường, để có một con chó như thế này nó ăn hết bát bún này. Ăn hết. Được chưa? Ăn hết đấy, ăn đi chó. Ôi trời ơi, để làm con chó mà lấy 2 triệu này thì đúng là... Tránh ra. Để mẹ mày tao bỏ 2 triệu ra để tao làm như thế thì nó phải chấp nhận. Thôi ăn hết thôi. Ai phải chịu mọi hậu quả đấy nhá anh nhá. Tao sẽ không bao giờ cho chúng mày được cãi nhau ở cái nhà này đâu. Thôi. Bất cứ một việc gì ăn thế thôi. Đã nói từ đầu rồi. Thôi ăn thế thôi. Tao đã làm clip này thì mày lên mạng với 2 triệu mày chả giải quyết được cái gì Đinh Vân Anh ạ. Cái lỗi nhục này nó không bao giờ hết. Lại mới đi, phòng mà phải biết mà làm mít đấy. Mà trả ăn hết luôn, kéo. Còn gì thôi. Mày cứ vật thể lạ. Thôi mày tránh ra cho họ còn nhìn. Lấy 2 triệu mà chỉ để ăn thế này thì đúng là... Được chưa? To cái ăn bằng nào ăn nhá. Nói ăn hết, bát bún đấy bốc ra thì phải ăn hết. Đéo thì to ăn hết rồi. Tao đéo biết không ăn hết thì đừng có lấy tiền. Mày nghĩ tao không dám bỏ ra 2 triệu à? Hậu quả sau đừng kêu anh nhá. Thằng Bình nó còn thấy nhục. Đúng rồi. À nó lấy được 2 triệu thì nó phải làm thế. Không chưa đến tiền đấy Bình ơi. Ăn hết đi. Rồi ác cầm tiền. Nói giao hẹn là ăn hết rồi. Thằng Bình chơi với mày nó cầm tiền đây. Thôi đấy, ăn hết rồi.